Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Thanh Quyền tiếp tục chia sẻ một số những nội dung liên quan đến câu chuyện sóng gió gia tộc, đặc biệt là tình hình hiện tại khi Hồng Loan vẫn đang bị tấn công liên tục từ một số các youtuber quay xe. Nội dung chính của họ đó chính là về cái vấn đề ADN của Hồng Loan, nhưng mà cho rằng tiếp tục Loan gọi là đã lừa dối, không có ADN, thậm chí là ADN đó là giả, bởi vì không dám đưa lên tòa án để mà giành chiến thắng. Chứ nếu như mà có đó thì đã đưa lên tòa giành chiến thắng từ lâu rồi, mắc gì phải đi đường vòng kiểu này, vân 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 vân. Thì đó là gồm một số các youtuber mình thấy rằng cô chú anh chị cũng gửi cho mình xem, như là mấy anh chị ở Nha Trang gì đó, Kim Ngân hay là Húng Bình Dương hay là cho đến là Đinh Hoàng Nhân, vân vân vân. Mình thì mình không có ngại về cái câu chuyện quan điểm cá nhân theo từng cái câu chuyện, và một khi đã phản biện đó thì gọi thẳng tên chứ không có dấu giếm. Hơn nữa đó thì về cái câu chuyện mà của thằng thám tử Cao ha, buổi tối ngày hôm qua thì nó cũng ra một cái kèo, nó ra một cái kèo cho Hồng Loan và Ni về Malaysia, tại nhà Ni livestream đi thì nó sẽ cho 1 tỷ livestream 1 tiếng 2 tiếng vậy đó. Thì mình thấy rất là buồn cười cái thằng này, thám tử Cao ơi, thằng Lê Chí Minh á, nó chửi mày như một con chó kìa thám tử Cao, nó xem mày thua con chó dưới nhà cho nó nữa. Tại sao mày không dám lên mày phản biện, mày đã từng thách đố người ta mà, mày lên mày hù người ta, mày nói người ta là ăn cơm nhà nước, đi theo con hàng Ni, vân 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 vân, mà người ta lên phản biện mày, người ta xét kèo cho mày thì mày không dám nhận, sao mày hèn quá vậy? Hay mày hãy một lần là một thằng đàn ông để làm rạng danh gia đình tổ tiên đi, chứ sao mà cứ làm nhục người ta hoài vậy? Sao làm nhục hoài vậy? Mình là đàn ông mà, mình nói là mình phải làm. Bây giờ mày đặt kiếm những người phụ nữ ra kèo, mày hãy kiếm những người đàn ông á, người ta gọi là thách đố với mày đó, mày ra kèo, người ta nhận kèo đó, người ta chấp mày ra kèo luôn trên tất cả mọi nền tảng. Mày lên mày hù người ta, mày gung cây dọa khỉ đã, rồi cuối cùng mày co giò mày bỏ chạy, mày không thấy nhục nhã là gì sao? Ngày hôm nay mày đi kiếm những người phụ nữ, mày ra kèo, mày thắng thì mày có hay ho gì không? Mày thắng mày có hay ho gì không? Hay là mày làm theo, được làm theo cái đơn đặt hàng nào đó để mày tấn công người ta, trong khi người ta không làm gì mày cả. Mày lên mày lấy hình ảnh, mang câu chuyện của người ta, giật tích, câu view, live stream, bán hàng, đủ thứ, rồi sau đó không đạt được mục đích của mày, mày tiếp tục mày quay sang mày bôi cho chét chấu người ta. Như vậy thì mày có phải là một thằng có đạo đức hay không? Mày lên mày thắt cà vạt, mày đeo mắt kiến, giống như là người gọi là có học thức, có tri thức, mày chê người này người kia là học lớp 1, lớp 2. Tao nói với mày á, con người á quan trọng là cái đạo đức. Quan trọng là cái đạo đức. Mày có học lên tiến sĩ nhưng mày không có đạo đức á thì cuộc đời mày nó cũng sẽ gọi là mày cũng kẻ gọi là phá hoại thôi. Phải có đạo đức. Nhưng mà con người của mày á, mày không có gọi là đạo đức mà đặt lên khoe gọi là học vấn, thắt cà vạt, đeo mắt kiến, thám tử Cao mà tính làm công an online hả? Sao mày cứ hù người này người kia gọi là phải đi ủ tờ, đi ăn cơm nhà nước? Mày ngon mà kiếm tao nè, mày ngon là kiếm tao nè, nhưng đừng đi kiếm những người phụ nữ. Mày không dám gọi là đối diện với thằng bạn của mày là thằng Lê Minh. Lê Minh là trước đó là từng bạn của thám tử Cao nha cô chú anh chị, nó bạn trong một số những cái drama, ví dụ như là drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Hai thằng này là bạn, mình chẳng có yêu thích hay là bạn bè gì thằng Lê Minh cả, nhưng mình thấy cái kèo vừa rồi thằng Lê Minh nó rất là quân tử, nó nói rất là đúng. Nhưng thằng thám tử Cao này thì bản chất của nó thì cô chú anh chị đó cũng đã thấy qua rất là nhiều drama rồi. Mới đây thì ra cái kèo đó ngay lập tức thôi, ngay lập tức thì chị Ni cũng đã gọi là đáp trả, và thậm chí tuyên bố rằng là trả tiền gấp đôi luôn nếu mà thua. Nó nói là cho 1 tỷ, nhưng mà chị Ni nói rằng nếu thua Ni sẽ chuyển luôn thẳng gấp đôi, và thậm chí thắng đó thì cái số tiền đó sẽ đi làm từ thiện hết luôn. Quan trọng cái câu chuyện là thằng này nó dám nhận hay không, nó có tiền hay không, hay nó chỉ khua mồm múa mép nha cô chú anh chị. Đa số thằng này nó khua mồm múa mép thôi. Mày có tiền không đó tư Cao? Còn nếu mà không có đó thì kêu anh chị Hai đó chuyển khoản đi. Anh chị Hai mày giàu lắm, chuyển khoản đi để làm cái kèo xét kèo này để đỡ nhục với người ta. Chứ đàn ông á, mà ra kèo về phụ nữ người ta nhận rồi đó thì nên gọi là xứng đáng là một thằng đàn ông cho nó đỡ nhục. Còn thôi mày lên mày mặc đồ
đeo mang cái quần lên đội lên đầu lên live stream xin lỗi đi. Nhà thám tử Cao lên live stream xin lỗi người ta đi. Cô chú anh chị thấy rằng là trong rất nhiều drama rồi, thằng này nó luôn mang cái bộ mặt như vậy. Thậm chí bây giờ đó, nói rằng là nó nói rằng lên nó giao giảng đạo đức, kêu gọi mọi người mua hàng để con lấy tiền đi làm từ thiện. Mày dám thề không? Mày dám mày mang gia đình của mày ra mày thề đi, tiền đó mày có đi làm hết từ thiện hay không? Mà bây giờ mày thề cũng không ai tin nữa. Nha thám tử Cao, tao nói mày vậy đó. Bởi vì sao cô chú anh chị? Cô chú anh chị từng nhớ cái vấn đề của ông thầy ông Lê Tùng Vân hay không? Nó đã mang hết danh dự nhân phẩm nó ra nó thề rồi. Nó mang cái tính mạng nó ra nó thề cho ông Lê Tùng Vân là còn ghim còn chinh mà. Nhưng mà bây giờ cô chú anh chị nghe ông Lê Tùng Vân bị khởi tố loạn lưng chưa? Đó. Còn chinh dữ chưa? Như vậy thì mày còn có danh dự nhân phẩm gì để lấy ra thề thốt trong cái câu chuyện này nữa? Tao quên. Tao quên là mày đã mất hết rồi. Mày đem mày ra mày thề để mày kiếm tiền mày đưa mày đút vào mồm của mày. Vì làm gì còn có cái danh dự nhân phẩm đạo đức gì? Mày học được bao nhiêu bài đặt lên gọi là rao giảng đạo đức gì thám tử Cao? Giờ nói là mình có học vấn gì? Một hai ba hình thức ra vẽ đeo cà vạt đeo mắt kiến, có học thức rồi dữ chưa? Tại sao mà không dám lên gọi là đối chất với một như thằng Lê Minh, bạn thân của mày, bạn thân trước kia của nó nha cô chú anh chị, chẳng phải là người xa lạ gì nữa đâu. Mấy đứa này thì mình cũng rất là quen trong cái drama trước đó rồi. Một đôi lời gửi đến cái câu chuyện thám tử Cao cũng như là nhắc nhở khán giả phía Hồng Loan nên cẩn thận với thằng này, đừng có bây giờ nhận kèo, nó không có giờ chung kèo đâu. Thằng bá dơ này thì làm sao mà có gọi là cái gan đó cô chú anh chị. Nó chỉ gọi là núp váy đâm lén sau lưng thủ đoạn, nó là nó giỏi những cái chiêu thức như vậy thôi, chứ trên thực tế thằng này chẳng có một cái gọi là cái nói rằng là học thức tri thức gì. Nghe nó mắc nhục mang nhục cho mày của thám tử Cao, hãy một lần khi mà phụ nữ người ta đã gọi là lên tiếng vậy rồi thì hãy một lần làm rạng danh dòng họ ông bà tổ tiên của mình đi, đừng có làm nhục họ nữa. Mày đã làm nhục nhiều lần rồi nha thám tử Cao, nên là một người đàn ông, còn không thôi đó đội cái quần lên mà lên trên mạng xin lỗi người ta nha thám tử Cao. Rồi thì đó cái nội dung về cái câu chuyện của thằng này mình cũng đã từng nói rất là nhiều rồi. Còn nếu mày không dám chơi với thám tử Cao, chơi với thằng Lê Minh, hay là không dám với Ni đó, thì mày nên kiếm tao nè. Tao cũng đang chờ đợi mày đó, bất cứ lúc nào cũng được, phương diện gì cũng được. Pháp lý đó thì bao nhiêu đó đủ chưa? Tao gọi thẳng tên mày đó, thám tử Cao đó, Nguyễn Trường Giang đó, vậy được chưa? Đủ chưa? Đủ để mày kiếm tao chưa? Thì bất cứ lúc nào alo phúng phản biện hay là chơi gì có vấn đề pháp lý thì hãy một lần làm một người đàn ông, đàn ông với nhau, đừng kiếm phụ nữ để ăn hiếp, hà hiếp người ta nữa. Hãy để lại cái đức cho con của mình, bởi vì ta biết rằng là con của mày nó cũng đang gọi là khổ lắm. Mình không có tiện nhắc những đứa nhỏ tại vì nó vô tội ở đây, nhưng mà mình biết nó khổ lắm nha. Thái Đức Cao nhắc nhẹ với mày là như vậy. Còn về cái vấn đề liên quan đến một số các YouTuber đang tấn công Hồng Loan về cái câu chuyện ADN và cho rằng là Loan á, ADN là giả, ADN là giả và không dám đưa ra cho tòa án để mà chiến thắng. Chứ nếu mà đưa ra là thắng lâu rồi, chứ không phải là chờ đến ngày hôm nay để mà đi đường vòng vân vân vân. Thì mình nghe mình rất là buồn cười cả nhà, rất là buồn cười luôn. Họ không biết họ lấy cái thông tin mà khẳng định từ đâu, hay là mục đích họ lên họ nói gì để gọi là câu view bán hàng, nhờ cái chất giọng, nhờ cái gọi là cái lợi thế đó chính là blo, có nghĩa là nói liên tục như vậy cái kiểu là như vậy để mà kiếm khán giả, người ta nghe người ta chửi người ta thấy sợ vân vân. Nhưng mà trên thực tế đa số là những cái lý sự cùng chứ chẳng có cái gì mà hay ho cả cô chú anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề ADN của Loan đó mình đã từng nói rồi, cái giấy ADN ngay thời điểm này Loan đang cầm không có giá trị pháp lý. Ai dám khẳng định đưa cái ADN đó ra là sẽ thắng cuộc, thưa quý vị? Nói cho gọi là các cái anh chị YouTube nghe nè, đâu phải anh chị cứ cầm cứ gọi là xét nghiệm ADN tại một cái bệnh viện khơi khơi nào đó rồi mấy anh chị quăng ra, mấy anh chị nói đó là bằng chứng xác thực đâu. Mà cái vấn đề ADN đó, khi mà tòa án người ta xem xét, người ta cần đó, người ta sẽ quyết định trưng cầu giám định, nó mới có giá trị pháp lý. Bây giờ Loan nó đi xét nghiệm tại một cái bệnh viện nào đó, bệnh viện gọi là tư nhân,
thì làm sao nó mang giá trị pháp lý được của chú anh chị? Mà phải khi mà giá trị pháp lý là phải thì phía cơ quan chức năng người ta ra giám định, ra trưng cầu giám định, phải có lăng tay, phải có chụp hình, phải có quay phim và xác định mẫu mô chẳng hạn, là đó là của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là chính xác của Hồng Loan. Ví dụ như trong bệnh viện là Đại học Y Dược trước đó là ông ấy đã từng là bệnh nhân của bác sĩ Long chẳng hạn, thì người ta xác định được chính xác, phải có cái giá trị gọi là pháp lý, chứ đâu có thể gọi là tôi nói tôi con ruột của ông này, cái bắt đầu giờ tranh giành tài sản, tôi đi ra xét nghiệm vô một cái bệnh viện để mà xét nghiệm rồi xong đó đưa cho tòa án là người ta nhận, người ta xác định đó là đúng đâu, của chú anh chị hoàn toàn sai. Cho nên rằng các anh chị lên mấy anh chị tỏ rẻ ra mình thông minh rồi mình đi tấn công người ta, mình nói người ta gọi là nói dốc nói láo, trong khi kẻ nói dốc nói láo là chính là bản thân mình trước đây. Mình đã từng dốc láo với khán giả mình sao rồi, mình đã từng dốc láo kiểu gì rồi để mình kiếm view, mình kiếm gọi là kiếm người bán hàng rồi, bây giờ lên rồi nói như một vị thần không biết ngưỡng mò là cái gì, mình cảm thấy vô cùng nhục. Còn nếu mấy anh chị nói rằng Loan thua thì ra cái kèo nhận kèo với tôi alo một cái thôi. Bây giờ trong cái câu chuyện mà tranh giành tài sản đó, thì mọi người nói bây giờ Loan là giờ ADN giả rồi, thì bây giờ alo nhận kèo đi, cái kèo đơn giản không có cá cược tiền bạc, pháp luật cũng cho phép, ai thua bây giờ mấy anh chị nói là Hồng Loan thua đúng không, cô Sáu thắng, bởi vì cái ADN đó là giả rồi, Loan thua thì nếu mà cô Sáu thắng đó, thì tôi sẽ gọi là đội quần lên livestream, đội quần tôi lên livestream xin lỗi từng người. Còn nếu mà Hồng Loan trong phiên tòa sắp tới đây Hồng Loan thắng đắng tay mẹ con cô Sáu thì cũng y chang như vậy, mấy anh chị phải từng đứa lên đội quần lên xin lỗi Hồng Loan, đơn giản vậy thôi đúng không. Có gan mà nếu mà khẳng định chắc nịch mà cho rằng lời nói mình là đúng và mấy anh chị mạnh mồm đến như vậy thì nên nhận cái kèo đi, thách mấy tất cả các anh chị nào đang ở Nha Trang đó để mà quay xe quay cổ đó thì nên xét kèo với thằng Thanh Quyền này đó. Ăn đứa nào thua lên đội quần từng đứa lên xin lỗi khán giả, xin lỗi Hồng Loan trong suốt khoảng thời gian qua em đã sai đó, đội cái quần lên để mà livestream nghe chưa. Còn đừng có lên mạnh mồm khi mà mình gọi là không biết gì cả. Nên nhớ rằng phiên tòa tại Hà Nội người ta đã gì, nhân danh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mà tuyên án rồi, Hồng Loan là con hợp pháp. Và hai cái vụ án này chẳng qua nó khác, cái câu chuyện ở đây đó chính là sở hữu về trí tuệ và ở trong thành phố thì sở hữu về tài sản thôi, chứ còn trên thực chất bản chất nó giống nhau, nó giống nhau hết cô chú anh chị. Nhưng mà khác ở chỗ là ở đây là tranh chấp tài sản về đất đai, còn ở ngoài kia là tranh chấp về hình ảnh, về sở hữu trí tuệ thôi, chứ trên thực tế không khác gì cả. Bây giờ nếu mà muốn mà tôi cũng nghĩ cũng mắc cười lắm, nếu mà kiện nếu mẹ con cô Sáu kiện thì đi kiện gọi là ủy ban quận Phú Nhuận đi, chứ đi kiện Loan chi, bởi vì những cái giấy tờ đó là về phía ủy ban người ta làm, người ta cấp ra chứ không phải Loan nó tự làm, nó tự lấy cái mộc nó đóng vô, đúng không có chú anh chị. Nếu đi kiện mấy ông ủy ban kìa, tự nhiên đi kiện Loan. Thì bây giờ đó mấy anh mấy chị quay xe đó khẳng định chắc nịch là ADN giả gì đó, Loan nó thua đúng không đó. Thì một lần nữa tôi nhắc lại, alo nhận kèo chốt kèo, đứa nào thua đội quần lên xin lỗi khán giả đó. Tôi nói rằng là Loan thắng chắc 100% rồi đó, không có đường nào thua trong cái kèo gọi là tranh giành tài sản. Còn cái vấn đề con nuôi hay là con ruột thì chúng ta sẽ biết khi cái câu chuyện này kết thúc mà thôi. Và mình tin rằng đó, một bác sĩ gọi là đẳng duy như bác sĩ Long đó, thì chẳng có lý do gì mà ông ấy có thể gọi là nói không đúng về cái câu chuyện mà Hồng Loan là con ruột cả. Bởi vì đó là tất cả những cái danh dự và cả một sự nghiệp của một người bác sĩ trong Đại học Y Dược nó không hề nhẹ và đơn giản nha cô chú anh chị. Và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến những yếu tố khác, nó liên quan đến những cái yếu tố khác nếu như mà ổng nói sai. Thưa quý vị, một người đảng viên, một bác sĩ danh tiếng lẫy lừng, sự nghiệp là nó cực kỳ quan trọng, thậm chí lên một số các cơ quan báo chí mà chúng ta nói sai, uy tín danh dự và thậm chí cái trách nhiệm hình sự phải chịu nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Và trong câu chuyện này không lý do gì để mà đánh đổi tất cả những cái thứ đó cả. Nên mình khẳng định một lần nữa với cô chú anh chị rằng đó, các YouTuber nào đó
nói rằng là xúc phạm Loan, nói rằng Loan ADN giả đó, thì chốt kèo đi. À, không thôi mấy anh chị ra kèo đi, tôi sẽ chốt kèo, tôi sẽ nhận kèo nha. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.